Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Phú Quý Tài Lộc. Lần đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị vạn sự như ý, phú quý, bình an, chiêm nghiệm được nhiều kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Và sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, xem tuổi trước khi kết hôn dường như là việc không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Nếu hợp tuổi thì không sao, nhưng nếu không hợp tuổi, cặp đôi có thể bị chia cắt vì gia đình phản đối. Bởi theo tử vi, những cặp con giáp xung khắc nếu lấy nhau có thể khiến cả đời họ sống trong nghèo khổ, không thể phất lên được, gặp hạn đường con cái và thậm chí là giảm sút tuổi thọ, sức khỏe suy yếu. Vậy các cặp tuổi như thế nào thì xung khắc nhau theo phong thủy? Để hóa giải tuổi xung khắc cần những gì, mời quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Cặp con giáp xung khắc đầu tiên là tuổi Tý, tuổi Ngọ. Đây được coi là cặp đối chọi nhất trong bảng tử vi. Trong ngũ hành thì hai con giáp này mang hành thủy và hỏa, nên thường đấu tranh, xung đột dữ dội với nhau. Nếu hai tuổi này kết hôn với nhau thì sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, tồi tệ nhất là ly hôn. Tuổi Tý thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình. Trong khi đó tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi Tý thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc. Nhưng tuổi Ngọ lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp. Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển, nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn, cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Từ đó khiến hôn nhân trở thành nấm mồ của tình yêu. Cặp xung khắc thứ hai là tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cặp đôi này cùng thuộc mệnh thổ, thế nhưng sinh thổ nhiều quá cũng không tốt, vì nó sẽ dẫn đến những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hai người của hai tuổi này đều có tính khí khác nhau. Trong khi Mùi mộng mơ, hơi lập dị, thường có tính ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, thì Sửu lại hết sức thực tế, chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu để vươn lên và khá đặt nặng vấn đề về tiền bạc. Do đó hai con giáp luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn như tuổi Mùi cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Sửu đã hạn chế khả năng của họ. Trong khi đó những người tuổi Sửu lại thấy tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi yêu nhau, ban đầu hai con giáp có thể rất hút nhau, nhưng về lâu về dài, mối quan hệ này sẽ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, cặp đôi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc, và dần dần đường ai nấy đi. Cặp xung khắc thứ ba là tuổi Dần, tuổi Thân. Đây được xem là những con người ích kỷ. Dù có bất cứ chuyện gì thì cả hai con giáp này luôn chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Tính cách nóng nảy, hung dữ của người tuổi Dần sẽ không phù hợp với người khéo léo, mưu trí như tuổi Thân. Những người tuổi Dần và tuổi Thân đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, cái tôi cá nhân cao và đều thích chạy theo sở thích riêng. Tuổi Thân muốn sống một cuộc sống thật thoải mái, trong khi tuổi Dần cần tự do. Do đó nếu cặp con giáp xung khắc này lấy nhau, giữa họ sẽ nảy sinh sự đố kỵ, cuộc sống vợ chồng cũng dễ rơi vào tình trạng nhàm chán. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn do vợ chồng bất đồng quan điểm, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái. Cặp xung khắc thứ tư là tuổi Dần, tuổi Tỵ. Dần và Tỵ là hai con giáp một đỉnh một động, nhưng có điểm chung là đều vô cùng thông minh, giàu trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo cao. Tuy nhiên tuổi Dần khẳng khái, hào phóng bao nhiêu thì tuổi Tỵ lại cẩn trọng, chấp nhận
và đa nghi bấy nhiêu. Không cần biết khi yêu nhau, chuyện tình cảm của cặp đôi này tươi đẹp đến thế nào, nhưng khi nếu kết hôn, cuộc sống hôn nhân của họ sẽ vướng mắc vô vàn thị phi. Bạn ít thù nhiều, tiền tài tiêu tán. Càng sống lâu với nhau, tiền bạc kiếm được càng nhiều thì hao hụt càng nhiều. Nguyên nhân là do cặp con giáp này thuộc bộ tứ hành xung và tuổi Dần thường khắc chế, kìm hãm những điểm mạnh của tỵ. Cặp xung khắc thứ 5 là tuổi Mão, tuổi Dậu. Theo vị trí trong vòng tử vi thì hai con giáp này nằm ở vị trí xung khắc. Chính vì vậy khi bắt đầu mối quan hệ thì cả hai người tuổi Dậu và Mèo sẽ phô bày ra những tật xấu nhất của mình. Mão thường đưa ra các ý kiến chủ quan và gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề thực tế, trong khi tuổi Dậu luôn đòi hỏi sự chính xác trong từng công việc mà mình làm. Vì vậy trong mắt của những người tuổi Dậu, Mão là một người rất đoảng. Còn trong mắt Mão, Dậu thường hay đòi hỏi cao và hay chê bai người khác. Ngoài ra tuổi Mão thường có lối sống hưởng thụ, phụ thuộc, không thích đảm trách nhiệm. Nhưng tuổi Dậu lại là người khá cầu toàn, nên Mão khó lòng mà đáp được tiêu chuẩn do Dậu đề ra. Nếu cố gắng tới với nhau, về lâu về dài, ắt cặp đôi này sẽ cảm thấy mệt mỏi, nảy sinh mâu thuẫn khiến hôn nhân tan vỡ. Cặp xung khắc thứ 6 là tuổi Thìn, tuổi Tuất. Theo vòng tử vi thì đây là hai con giáp trực tiếp đối đầu với nhau. Người tuổi Tuất thường không coi trọng cách sống của người tuổi Thìn, nên người tuổi Thìn không thích thái độ này của người tuổi Tuất. Trong cuộc sống, hai con giáp này đều không có sự cảm thông và chia sẻ với nhau, nên khi kết hợp sẽ không được hạnh phúc. Những người tuổi Thìn mạnh mẽ, quyết đoán nhưng khá gia trưởng, thích thị uy với người khác, không chấp nhận sự xem nhẹ và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, đặt sự nghiệp lên trên chuyện gia đình. Trong khi đó, những người tuổi Tuất lại sống trung thực, không thích làm theo lệnh của người khác. Tuy không giỏi giao tiếp nhưng biết cách chăm sóc gia đình, rất hay ghen và đa nghi. Cho nên nếu sánh đôi cùng nhau, cả hai sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mệt mỏi, khó lòng hòa hợp. Cặp xung khắc thứ 7 là tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Tỵ và Hợi là một trong những sự kết hợp xấu nhất của tử vi. Đối với cặp đôi này, bất cứ mỗi việc hay mỗi hành động của người này làm cho người còn lại đều không được coi trọng. Những việc đó chỉ lãng phí về thời gian, công sức và tiền bạc. Hai người tuổi này sẽ liên tục hiểu lầm những dự tính của đối phương nên sẽ liên tục xảy ra những cuộc cãi vã, giận dỗi. Lâu dần, cả hai sẽ cảm thấy mệt mỏi và dễ dẫn đến quyết định từ bỏ, chia tay nhau. Trong khi tuổi Hợi là những người thẳng thắn, nhạy cảm, thì tuổi Tỵ lại thích đi đường vòng, thường đưa ra ý kiến chủ quan. Và điều này khiến tuổi Hợi rất tức tối, khó chịu. Ngoài ra tuổi Tỵ còn rất hay ghen tuông mù quáng và cảm thấy bất an trong mối quan hệ tình yêu. Mặc dù tuổi Hợi khi yêu ai thường chỉ thủy chung với người đó. Tuy nhiên tuổi Hợi thường cất giấu những bí mật cho riêng mình và điều này khiến Tỵ nghi ngờ, khó chịu và thậm chí là đặt điều cho Hợi. Trong tình yêu hôn nhân, nếu nghi ngờ lẫn nhau thì chắc chắn mối quan hệ này cũng sẽ không thể kéo dài được bao lâu. Cặp xung khắc cuối cùng là tuổi Hợi, tuổi Thân. Trong khi tuổi Hợi thích chõ mũi vào chuyện của người khác, dám làm không dám nhận, thì tuổi Thân lại khá nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vãnh, hay cằn nhằn và khá cứng nhắc bảo thủ. Ngoài ra Thân thuộc tuýp người tự lập, luôn tự đứng vững trong xã hội bằng chính khả năng của mình, trong khi tuổi Hợi lại tự làm tự quyết, không biết nhường nhịn. Chính vì thế nếu về chung một nhà, dù Thân có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa thì Hợi vẫn bỏ ngoài tai. Cặp con giáp xung khắc này sẽ kìm hãm lẫn nhau, khiến chuyện kinh doanh đi vào ngõ cụt, cuộc sống vợ chồng liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn, khiến tiền tài ngày càng giảm sút, tình cảm vợ chồng cũng ngày một nguội lạnh. Trong làm ăn, vì bản tính khó hòa hợp, không biết nhường nhịn,
nên người tuổi Hợi thường bỏ ngoài tai lời bạn đời khuyên nhủ. Do vậy việc kinh doanh của họ dễ đi vào ngõ cụt, làm ăn sa sút, mâu thuẫn dồn dập. Tiền ngày một hao mà tình ngày một giảm cũng là điều dễ hiểu. Quý vị thân mến, trên đây là những cặp con giáp được cho là xung khắc trong phong thủy. Tuy nhiên nếu thuộc một trong những bản mệnh trên thì không có nghĩa rằng những cặp đôi yêu nhau chỉ vì không hợp tuổi mà lại phải xa cách, hoặc các đối tác cũng vì vậy mà phải từ bỏ hợp tác. Vẫn sẽ có cách để giải quyết tính kỵ nhau của những cặp tứ hành xung này. Sau đây là những phương pháp hay được sử dụng nhất để hóa giải sự xung khắc của vợ chồng theo bản mệnh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Phương pháp đầu tiên là sinh con để hóa giải xung khắc vợ chồng. Con cái là kết tinh tình yêu của bố mẹ, có ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống sau này của vợ chồng. Theo phương pháp này, người con sinh ra nếu có mệnh hợp tuổi vợ chồng thì xung khắc sẽ được hóa giải, và đứa con giống như một sợi tơ để kết nối bố mẹ lại với nhau. Để luận được tuổi con hợp với tuổi bố mẹ thì phải dựa vào các yếu tố như thiên can, địa chi, ngũ hành của các tuổi. Phương pháp này cũng được ứng dụng để tính tuổi cho mọi người trong gia đình. Ví dụ giữa các con với nhau, nếu các thành viên trong nhà có tuổi hợp nhau, không xung khắc thì cuộc sống sẽ êm đềm, bình yên, ít có sự cố hay tranh cãi. Đơn giản nhất là xét theo ngũ hành tương sinh tương khắc. Nếu bố mẹ mệnh khắc nhau thì nên sinh con có mệnh hợp, hóa giải được những điều không may mắn. Cụ thể, cặp vợ chồng mệnh kim hỏa nên sinh con mệnh thổ. Cặp vợ chồng mệnh mộc kim nên sinh con mệnh thủy. Cặp vợ chồng mệnh thủy hỏa nên sinh con mệnh mộc. Cặp vợ chồng mệnh mộc thổ nên sinh con mệnh hỏa. Cặp vợ chồng mệnh thổ thủy nên sinh con mệnh kim. Cách làm thứ hai là hóa giải theo hướng phong thủy. Phương pháp này được cho là hiệu quả nhất trong việc hóa giải ngũ quả, lục sát hoặc tuyệt mệnh trong hôn nhân vợ chồng. Theo đó, gia chủ phải chỉnh lại các hướng trong căn nhà của mình để thuận với tuổi vợ chồng nhất. Cụ thể, hướng nhà, chọn hướng hợp với tuổi của chồng. Hướng bàn thờ, chọn hướng hợp với tuổi của chồng. Hướng bếp, chọn hướng hợp với tuổi của vợ. Hướng giường ngủ, chọn hướng hợp với tuổi của vợ. Trong phong thủy, hướng cũng được chia thành các hướng tốt và xấu. Có 4 hướng tốt là diên niên, phục vị, thiên y, sinh khí. 4 hướng xấu là lục sát, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh. Mỗi tuổi khác nhau sẽ hợp với hướng khác nhau. Trong quá trình chọn, cần chú ý tránh những hướng xấu, chọn lựa hướng tốt theo tuổi. Nếu áp dụng phương pháp trên, có thể thấy rằng những việc trọng đại trong gia đình thì nam giới sẽ là người gánh vác, còn công việc chăm lo, giữ gìn tổ ấm, phụ nữ sẽ là người vun đắp xây dựng. Khi chồng vợ hiểu và làm đúng bổn phận nghĩa vụ của mình thì gia đình sẽ trở nên êm ấm, xung khắc cũng được hóa giải. Thứ ba là cách hóa giải theo mệnh. Theo ngũ hành tương khắc thì kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Mệnh của vợ chồng khi kết hợp lại ra các cặp như trên thì được gọi là tương khắc mệnh. Cách hóa giải như sau. Vợ chồng mệnh kim và hỏa chọn các yếu tố mệnh thổ để cân bằng hơn. Có thể sử dụng cây cảnh mệnh thổ như cây lưỡi hổ, cây trầu bà vàng, cây sen đá nâu được trồng trong chậu làm từ đất nung, sành, gạch, xi măng. Vợ chồng mệnh mộc và mệnh kim chọn những yếu tố hành thủy để hóa giải xung khắc, chẳng hạn như hướng giường ngủ của vợ chồng, trong nhà nên có thác nước, đá trang trí. Vợ chồng mệnh thủy và hỏa sử dụng vật phẩm phong thủy, màu sắc có yếu tố hành mộc để cân bằng cảm xúc giữa hai bên, nên bày trí thêm màu xanh lá cây trong nhà hoặc trang trí cây cảnh ở góc nhà, hiên nhà, ban công. Vợ chồng mệnh mộc và thổ chọn yếu tố mệnh hỏa để duy trì sự hòa thuận, tình cảm mặn nồng của cặp đôi. Ở vị trí thường xuyên tiếp xúc nên đặt cây cảnh như cây hồng môn, cây phú quý, cây vạn lộc.
vợ chồng mệnh thổ và thủy sử dụng các yếu tố hành kim để giảm bớt năng lượng xấu của hai bên, kích hoạt tài lộc, vận may. Chẳng hạn như dùng các màu sắc ánh kim, bạc hoặc trang trí cây kim thiền, cây lan ý, cây kim ngân trong nhà. Cuối cùng là cách hóa giải theo tứ hành xung. Theo tứ hành xung, có những cặp con giáp khi kết hợp với nhau sẽ tương khắc. Với mỗi cặp như vậy sẽ có cách hóa giải riêng cụ thể. Tý Ngọ, trong căn nhà hướng Bắc sẽ là khu vực của người tuổi Tý, hướng Nam là khu vực của người tuổi Ngọ, nên gia tăng sinh khí cho hai tuổi bằng các hành tố tương sinh. Ví dụ ở hướng Bắc thì đặt chuông gió hành kim, hướng Nam thì đặt cây cảnh hành mộc. Sửu Mùi, đặt chiếc chuông gió ở cửa ra vào trong nhà hoặc ở khu vực mà hai vợ chồng thường tiếp xúc. Tuổi Sửu và Mùi đều thuộc hành mộc, nếu kết hợp với nhau tạo ra nguồn năng lượng quá mạnh. Chiếc chuông gió hành kim sẽ làm giảm bớt năng lượng thổ. Dần Thân, hướng hợp với tuổi Dần là Đông, Đông Nam, hướng hợp với tuổi Thân là Tây, Tây Bắc. Đặt đèn chiếu sáng ở hai khu vực này để hóa giải những điều xui xẻo của hai tuổi. Mão Dậu, tuổi Mão hợp hướng Đông, Đông Nam, tuổi Dậu hợp hướng Tây, Tây Bắc. Ở các vị trí này nên đặt một số viên đá, thác nước, những linh vật có yếu tố thủy. Thìn Tuất, hai tuổi này khi nên duyên vợ chồng thì Thìn sẽ lấn áp Tuất rất nhiều. Tuổi Thìn hợp hướng Tây Nam, Đông Bắc, đặt các linh vật có tính thủy ở các khu vực này. Để giảm bớt sự khó tính của người tuổi Tỵ thì nên đặt cây cảnh ở hướng Nam. Còn đối với người tuổi Hợi, để gia tăng năng lượng và cảm xúc của họ thì nên đặt đèn chiếu sáng ở hướng Bắc. Trên đây là những cặp con giáp xung khắc với nhau trong hôn nhân và các phương pháp hóa giải được lưu truyền từ xa xưa cho tới ngày nay. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Vợ chồng cần phải lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn để thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau. Có như vậy, hôn nhân mới viên mãn, gia đình mới hòa thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.